Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh truyền hình ô tô Vinca TV và hãy cùng với chúng tôi tìm hiểu về tin tức hot nhất có trong ngày hôm nay. Hé lộ danh tính chủ ô tô trôm vải của người bán hàng rong bị đổ xe. Dù nhiều người đi đường xuống xe giúp đỡ người bán hàng rong nhặt vải rơi xuống đường, nhưng chủ xe ô tô này lại dừng xe để hôi của. Trên mạng xã hội vừa xôn xao bàn tán về đoạn clip được ghi lại bởi camera hành trình của ô tô, ghi lại cảnh một thanh niên trẻ đang lái ô tô đã dừng xe ngay trên phố để lấy một chùm vải của người bán hàng bị đổ ra đường. Cũng theo đoạn clip, mặc dù có một người phụ nữ khác đang gom hộp vải bị rơi ra, đề nghị trả lại, nhưng nam thanh niên điều khiển ô tô vẫn không trả và cầm chùm vải lên xe bỏ đi. Vụ việc được cho là trên phố Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, Hà Nội. Đây là một hành động đáng phê phán bởi chùm vải tuy có giá trị không cao nhưng cho thấy văn hóa, thái độ sống, nhân cách của nam thanh niên có vấn đề. Bình luận về đoạn clip này, nhiều tài khoản trên mạng xã hội dùng rất nhiều ngôn từ phê phán đối với hành vi thiếu văn hóa của nam thanh niên này. Theo thông tin từ hệ thống dữ liệu của Cục Đăng Kiểm Việt Nam, chủ chiếc ô tô dừng lại để hôi vải có tên Nguyễn Thị Kim Thờ. Cụ thể, theo đoạn clip, biển số xe mà nam thanh niên điều khiển 29A88353. Qua tra cứu, chủ phương tiện có tên Nguyễn Thị Kim Thờ, trú địa chỉ tại X3 Đông Lão, Đông Lao, Đông La, Hoài Đức, Hà Nội. Chiếc xe này được đăng kiểm mới nhất vào ngày 17 tháng 1 năm 2020 và có chu kỳ đăng kiểm 6 tháng do là xe kinh doanh. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Vui lòng nhấn đăng ký kênh và bật chuông thông báo để cập nhật nhanh nhất những tin tức về ô tô mới nhất có trong ngày, cũng như là ủng hộ cho đội ngũ của chúng tôi. Còn bây giờ thì xin chào và chúng ta sẽ gặp lại nhau ở những video tiếp theo.